Chương trình ca nhạc và giả vũ của vũ trường Babies thứ bảy ngày 9 tháng 3 gồm có ca sĩ Linda Chow, Andy Watt và La Thúy Anh đến từ Toronto, Canada sẽ ra mắt lần đầu tiên tại vũ trường Babies Club cùng với dàn ca sĩ của vũ trường gồm có Trịnh Nhật Tuấn, Như An, Nhật Khoa và Tuyết Châu. Phần điều khiển chương trình thật sống động do MC Nhân Trần đảm trách. Giá vé mua trước chỉ có 10 Mỹ Kim, mua tại cửa thêm 5 Mỹ Kim. Vé có bán trước tại Chi Quán, Hương Giang Huế, Phương My Video và nhà hàng Cao Ngộ. Vũ trường Baby xin trân trọng kính mời.